Lúc 2 giờ đưa linh cổ ta an đưa vào mộ, đến bữa cơm này cũng cô ngồi lại, má cơm tình biệt sau cùng, mẹ về thế giới vô minh, lòng cả con giáo đau xót vô cùng. Thế là kể từ nay và mãi mãi về sau, các con sẽ dẫn đi thành mộ tử không còn bao lâu nữa. Linh cổ sẽ tấn an linh cổ mộ phần là hai nẻo đường trần, cách biệt âm như lòng các con cháu đau xót thương. Khi nhìn mẹ đầm yên ba tấc đất lấp dù biệt ly, là cảm động cùng thế là mẹ cũng được cảm thông. Cầu Phật tổ Tây Phương niệm Đức Phật A Di Đà, xin độ hình bóng mẹ hiền, được về chốn cảnh non tiên. Mời các chủ người con gái ngồi phía trước thắp ba nén tâm hương, hình lễ cúng dường pháp bảo mẹ hiền về chứng đồng thành con bảo A Di Đà Phật. Thank you.
Như núi Thái Sơn, nghĩa
mẹ như được trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như được trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như được trong we'll be right back.
đi vào chi tiết chương trình hôm nay. Trước hết là phần tuyên bố lý do. Kính thưa quý cô bác, tàng quá đã ban ra kiếp của người sống ở cõi nhân sinh này, ai ai phải trả một số phận, đó là sinh, lão, bệnh, tử, đó là quy luật của tạo hóa, bốn điều ấy không ai tránh khỏi. Nay cụ bà Trần Thị Thu sau một cơn bạo bệnh, cụ bà đã chúc thọ cuối cùng vào lúc 2:30 ngày 14 tháng 2 năm Nhâm Dần, và cũng như cốt cô, trăm năm cổ thụ trên ngàn, đời người trong tuổi dễ dàng có đâu, cuộc đời lắm chuyện bẻ dâu, người đi người ở đau sầu biệt ly. Cũng như ở trên núi cây sống được ngàn năm, còn có người chúng ta ít có ai sống được trăm tuổi. Chứ lẽ đó mà cụ bà sẽ đi về cõi Vĩnh Hằng hưởng thọ 77 tuổi, đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Qua vào tuyên bố lý do, đến phần giới thiệu ban tổ chức lễ tang. Ban tổ chức lễ tang hôm nay gồm có đại diện dịch vụ mai táng trại hòm Minh Nghiệp cục kết hợp chúng ta quyến. Qua phần giới thiệu ban tổ chức lễ tang, đến phần lễ chiến linh cửu và nguyện hương cho phép được trình bày. Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay, đất nước đã hòa bình, non sông đã thu về một mối. Gia đình của cụ bà có công đóng góp xây dựng quê hương đất nước, gia đình chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tự nhiên nêu trên, xin trọng kính mời đại diện chính quyền ấp Cái Cùng, xã Long Điền Đông. Nếu có mặt ở đây, chúng ta hãy bước lên thắp một nén hương để tiễn đưa người công dân chúng ta làm sau cùng. Xin được kính mời đại diện chính quyền nếu có. Đốt nén tâm hương lòng tưởng nhớ, mọi người xúc động lúc tiện thơ. Phật nguyện hương anh chị em ruột của cụ bà đã xong. Và tiếp theo đến Phật nguyện hương của anh chị em bà con của cụ bà. Giờ tôi xin kính mời cô chú nào định Phật chứ là anh chị em chú bác, anh chị em cô cậu, anh chị em bạn dì của cụ bà Trần Thị Thu. Nếu có mặt ở đây, chúng ta hãy bước lên thắp nén hương để tiễn đưa người chị, người em của chúng ta lần sau cùng. Xin được kính mời. Lạy chư Phật pháo hào quang trong sáng, tiếp độ người thân vừa mãn cuộc đời, siêu thoát hồn đến về cõi tuyệt vời, an niệm mãi bất phúc trời tịnh độ. Và cũng trong thời gian này thì chúng tôi sẽ kính mời cô chú nào nằm trong phạm vi cháu bên chồng của cụ bà, tức cháu gọi bằng bác, bằng thím, bằng mợ. Nếu có mặt ở đây thì chúng ta cũng bước lên thắp nén hương để tiễn đưa người bác, người thím, người mợ của chúng ta. Xin chào kính mời. Thưa con cháu hãy độ trì phò hộ, cho gia tông ngài được vững bền, cho họ hàng dòng tộc hai bên. Cả đoàn chúng ta cũng bước lên thắp nén hương để tiễn đưa người bà ông ta. Sẽ đọc cái mời. Ôi trong linh cửu cho đó lòng xót dạ, ơn của người nghĩa nặng tình sâu, bà ta xưa nay để lại. Khi kết nghĩa thông gia thì chúng ta lúc đầu luôn tôn trọng ông bà cha mẹ thông gia cũng như là ông bà cha mẹ của mình. Vì vậy chúng tôi cũng xin được kính mời cô chú nào là phạm vi là thông gia chấp trưởng, tức là xuôi cha con của cụ bà. Nếu có bạn ở đây, chúng ta hãy bước lên thắp nén hương để tiễn đưa mẹ của tình nghĩa thông gia lần sau cùng. Xin được kính mời. Và tiếp theo đến phòng nguyện hương của con dâu rể và các cháu của cụ bà, thì chúng tôi cũng xin gợi ý tam quyến, khi nào ban tổ chức này tam tôi mời đến chi nhánh nào thì ơn cha mẹ như trời cao biển rộng, nghĩa sinh thành sanh tở non cao, ôi sông đường là ánh sáng trăng sao, là khúc nhạc ngọt ngào trên dương thế. Cái từ quý cô chú anh chị nói tới tình thương của mẹ, thì trên cõi đời này không có thứ tình thương nào bằng tình thương của cha mẹ đối với con. Đó là một mối dây hòa đồng trong tình thân gia tộc, làm cho các con hồi tưởng lại mới ngày nào đấy gia đình ta với chúng con thật là ấm cúng. Thế rồi hàng ta với chúng con phải ngậm ngùi nuốt lệ đau thương tim gan quặn thắt, để giả từ người mẹ hiền hạ tinh chia tay các con, chia tay mấy ấm gia đình và những người thân, xa đi biển để chào cõi hư vô. Phúc chia ly này kẻ ở khóc người đến, giờ để con mới biết mẹ
còn đỏ như tàn cây xanh mát. Mất mẹ rồi xơ xác đời con, cho hồng phất dạng đầu non, bóng chiều rủ xuống lệ con tuôn tràn. Vâng, chúng tôi xin kính mời cô Hai Trong, cô từ bộ con chú cô Hà Bà Tháp Lễ Hương dùng xuống lại đốn lại làm cuối cùng cho người mẹ, người bà của ta sẽ được kính mời. Con gục đầu cho lệ sầu tuôn chảy, lời nghẹn lời con gọi tiếng mẹ ơi. Sương rơi từng giọt trên cành, khăn tang đẫm lệ đời con tuổi buồn. Mặt côi đẫm lệ sầu dương, tay dành khăn trắng khóc thương mẹ hiền. Hang tiền cúi lại chân hương, gợi thân lòng tóc mẹ ơi lạnh lùng. Vậy tôi cũng xin kính mời vợ chồng của chú Ba Cường cùng tụi bạn con cháu của chú Hà Bá Tháp Điện Hương dự sẽ lại bốn lại làm cuối cùng cho người mẹ, người bà chúng ta. Nguồn sữa mẹ nuôi con khô cạn, từ lòng nuôi mẹ không tính tháng ngày, cho chúng con được khôn lớn hôm nay. Công của mẹ tựa dài như biển cả, một mảnh khăn trắng giảm nỗi sầu. Mẹ ơi đêm xuống đất từ lâu, trời cao một ánh sao rơi rụng. Con ở đây mà mẹ ở đâu? Vậy chúng tôi cũng xin gửi tâm lý nha. Khi nào bạn được chúng ta tâm tôi mà đi chi gánh nào thì chúng ta bước lên thắp hương một lượt, kể tay quỳ xuống lại một lượt. Thời gian rồi cũng dần trôi, cháu nay không lớn nổi tôi không còn. Trưa hè những giấc nó tròn, gió tay nội quạt không còn nữa. Vậy chúng tôi cũng sẽ kính mời vợ chồng của chú Hoàng Anh cùng toàn bộ con của chú Hà Bá Tháp Lễ Hương dùng số đại bốn lại làm cuối cùng cho người mẹ, người bà của chúng ta. Hôm nay con thắp từng nhãn, hương là một nén cách ngàn biển ly. Giờ đây con biết làm gì, âm dương cách biệt khôn đành mồ. Mẹ ơi con nhớ rất nhiều, nhớ lời thủ thỉ dạy con yêu. Giờ đây hiu quạnh nào đâu thấy, khóe mắt chợt cay lệ chảy. Thương bà thương cả một đời, nhớ bà nhớ cả những lời dạy khuyên. Chúng tôi cũng sẽ là kính mời vợ chồng của chú Hoàng Em cô từ bầu con của chú Hà Bá Tháp Lễ Hương dù số đại đốn lại làm cuối cùng cho người mẹ, người bà của chúng. Không khí tóc tan nỗi buồn dời dời, trong ngôi nhà nghe hớt khói hương. Mẹ sẽ đi tìm đến cõi vô thường, nở trần dứt đường đời ngay đã hết. Mưa chiều rớt hạ phiền ưng, bởi vì mất thân mẫu sắc thu nhạt nhòa. Cuộc đời như án phù vũ, mai đây hạnh phúc nhói đau giả từ. Tài nội hoạt mát không rời, cháu yêu yêu nhất trên đời nội thôi. Do đưa nội hoạt lâu rồi, mãi trong ký ức không thôi nồng. Dạ chúng tôi cũng xin được kính mời vợ chồng của cô Hoàng Lan cùng toàn bộ con quốc cô Hà Bá Tháp Lễ Hương dùng số đại bốn lại làm cuối cùng cho người mẹ, người bà chúng ta. Gọi tiếng mẹ sao thân thương quá đỗi, nhậm trong tim sao quá ngọt ngào. Nhớ đến mẹ thấy lòng rung động,
lòng mẹ hiền như biển rộng trời. Đêm đệ non tiếng giạc sành trăng trở, con tà sừng tắt lưỡi nhối lòng đảo. Tìm đâu ra hơi ấm mẹ năm nào, câu hiếu đạo kiếp nào con đồng trà. Dạ, chúng tôi cầu mong xin được kính mời vợ chồng của chú Hoàng Phùng cùng toàn bộ cô quý chú thà với tâm đáng thương dù sẽ là bố lại lần cuối cùng cho người mẹ người bạn. Một mảnh khăn trắng dạng nỗi sầu, mẹ ơi đêm xuống đã từ lâu, trời có một ánh sao rơi rụng, con ở đây mà mẹ ở đâu. Mây trắng hôm nay chắc khắp miền, giọt buồn sương trắng nhỏ bên hiên, con nghe tan hóa trong màu trắng, tai nạn nào hơn mất mẹ. Mẹ tôi như một nhánh mạ gầy, quá thân làm mã cuốn đầy núi khôn. Quanh này tàn rồi qua khác nở, mất mẹ rồi tiếp thỏa tìm đâu. Và chúng tôi cũng xin được kính mời vợ chồng của chú Hoàng Minh cùng toàn bộ cô bác chú hai mươi thắp đèn hương dầu xuống lại bốn lại làm cuối cùng cho người mẹ người bà của chúng tôi. Mẹ ơi từ nay vĩnh biệt rồi, cành viết gãy đổ giọt sương rơi, mẹ như cánh hạt bay về núi giữa bãi trắng gần mây ướt trôi. Kể từ nay con đã buồn khóc mẹ, tiễn mẹ yêu an giấc nghìn thu. Trời mây mờ sấm sịt phủ âm u, như thầm như đêm đến giờ vĩnh biệt. Bát cánh cua lặng lẽ khôn phần, nhìn lên di ảnh tầng ngầm, ngã ngào nuốt lệ ngàn lần xót xa. Và chào chú Hoàng Tâm cùng toàn bộ cô bác chú hai mươi thắp nén hương dù xuống lại bốn lại làm cuối cùng cho người mẹ người bà của chúng ta. Trẻ tuổi con chiều giờ đây hiu quạnh mẹ đâu vắng, con đã mất rồi mất mẹ yêu. Nội ơi xót mấy cho vừa mà cảm chưa. Và cũng ngay trong thời gian này thì bà tổ chức đề tam tôi cũng dành ít phút cho chú anh chị nào đến sau mà có nhu cầu nguyện hương lần cuối cùng cho cụ bà. Anh chị, bạn bè thân hữu nhà sẽ có bậc gì đề tam hôm nay? Hôm nay gia đình ta của chú con đánh dấu một kỷ niệm khó quên, một nỗi đau không thể nào mờ nhạt. Vì để lộn tiêu thường đã cướp của gia đình chúng con một người thân yêu kính. Dẫu không biết rằng phải đành cam chấp nhận số phận an bài, nhưng đứng trước là tạm biệt sinh ly này khiến gia đình ta của chúng con không cầm được nước mắt. Chứ thường với cô bác, việc lễ tang của mẹ bà của chúng con sắp đi vào hồi kết thúc. Đường sự có mặt cô bác tới đây chia buồn và cũng biết trong khi mẹ bà của chúng con qua đời. Suốt mấy ngày qua ta của chúng con vì quá xúc động nên mọi việc nhờ chào cô chú anh chị bạn bè thân hữu nhà sẽ có mặt vào lễ tang hôm nay. Và kính thưa quý bà con, vì cái lạnh của đất trời dễ sưởi ấm hơn là cái lạnh của lòng người. Chỉ có tình người mới sưởi ấm được cái lạnh của lòng người. Chính vì những cử chỉ cao đẹp ấy biến nỗi đau riêng của ta quý chúng con thành nỗi đau chung của quê hương làng xóm. Đó là một phép nhiệm màu để gia tộc ta quý chúng con sống cho nên một phần mắt mắt đó thu hoạch bình tâm trong cuộc sống. Kính thưa quý cô bác, bà con xa không bằng láng giềng gần, cứ tối lửa tắt đèn hôm xóm có nhau. Cái tình thương ấy sẽ là cao đẹp và vô cùng quý giá. Không phải nói hôm nay, mà cả một chuỗi ngày dài khi mẹ bà của chúng con lên cơn bệnh, bà con cô bác đều có mặt tại đây để thắp chiến, động chiến, an ủi. Thôi thì chúng ta đành thực hiện câu người làm ơn cũng chẳng kể ơn, còn gia tộc ta của chúng con là người thọ ơn thì không bao giờ dám quên ơn.
Sau cùng, gia tộc Tam Quý Cô cũng xin ghi nhận sự góp phần của các quý vị ban ngành đoàn thể ấp Cái Cùng, xã Long Điền Đông, đội Mai Ta, thầy Tụng, dịch vụ nhạc lễ, đội Càng Tây, dịch vụ trại hòm Minh Nghiệp và các chủ phương tiện cho chúng con thuê hoặc mượn. Kính thưa quý bà con, trong những ngày tổ chức lễ thay cho mẹ, bà của chúng con không tránh khỏi những điều sơ sót, mà bà con có bá lượng tình và quan hỷ cho gia đình. Gia đình Tam Quý chúng con xin thành thật cảm ơn. Tất cả Tam Quý chúng ta hãy cúi đầu. Thôi, trong thời gian này Tam Quý chúng ta hãy tự do. Và động viên Tam Quý sớm vượt qua sự mất mát, đau thương và bình tâm trong cuộc sống. Sau cùng, xin chúc tất cả quý cô bác, anh chị, bạn bè thắp lửa dòng sanh hồn trời ta hôm nay sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Trong thời gian dẫn trước đại hương do dịch vụ mai táng chạy hồng Minh Nghiệp điều động, nếu gì thiếu sót, mong bà con có bác lượng tình bỏ qua. Mọi ý đóng góp dịch vụ chúng tôi xin chân thành tiếp thu. Vâng, xin cảm ơn. Thưa với cô bác, mà đặc biệt là bạn đồng nghiệp, nếu có chúng tôi có chút tài mọn mang sang phục vụ trong lúc động quan, nếu có điều gì sơ sót sau khi chúng tôi làm xong nhiệm vụ, cô bác cứ mạnh dạn góp ý để tôi rút đi những kinh nghiệm quý báu ấy đi nơi khác phục vụ tốt hơn. Sau cùng, tôi xin thay lời gia đình và dịch vụ mai táng trại hồng Minh Nghiệp cầu chúc bà con cô bác tới dự buổi lễ tang sẽ có ra về được nhiều sức khỏe. Như vậy, chương trình nghệ thuật phá hoàng cho dịch vụ mai táng trại hồng Minh Nghiệp chúng tôi xin được mạn phép bắt đầu. Hôm nay đại ca mùng dạ lòng đại ca kèm chim tư chư mẫu để cho mẫu ra quẻ thiên thần khởi lệnh đi à. Quả thật chân quả thật quẻ thần hứng thì không sai, ta đứng hào quang sân tôi có
cửa đóng trên ngày. Có tiếng kêu ai ở bên trong, chúng ta gọi là hát đảo huynh. Bảy lâu đài mổ nghe danh biết tiếng, ngày hôm nay được diện kiến cùng nhau. Này yêu nghiệt quân bào hổ xa, ngàn nhiên ngắn đường đúng mỏ, có điều gì khó mau bày tỏ. Thấp ngũ hồng đăng, thổ nhập chế nổi, chư tà hóa sắc quỷ. Hãy
mới mở nè, thì người cẩn thận vào như đó nè. Thank you.
Mẹ chờ con,